Thưa quý vị, một chiếc máy bay chở hàng của Ukraine đang bay từ Serbia đến Jordan vào tối ngày 16 thì bị rơi gần Kavala miền Bắc Hy Lạp do nghi ngờ về vấn đề động cơ. Có 8 người trên máy bay và hàng hóa mà nó chở lầm mang tính chất nguy hiểm. Tiếng nổ liên tục được nghe thấy trong vòng 2 giờ sau khi máy bay rơi. Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Nebojša Stefanovic cho biết tất cả 8 thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng. Theo người dân địa phương, chiếc máy bay đã bốc cháy trước khi gặp nạn. Theo nhiều nhân chứng cho biết, thân máy bay bốc cháy và có một tiếng nổ phát ra. Trong đoạn video có thể thấy chiếc máy bay lao xuống rất nhanh trong ngọn lửa trước khi nó chạm đất và phát nổ. Một nhân chứng cho biết, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng động cơ của máy bay. Khi đi ra ngoài thì thấy máy bay đang bốc cháy. Các quan chức địa phương cho biết 15 lính cứu hỏa và 7 xe cứu hỏa đã được triển khai tại hiện trường vụ tai nạn nhưng họ tạm thời không thể tiếp cận hiện trường khi các vụ nổ vẫn chưa dừng lại. Các cư dân xung quanh đã đóng cửa suốt cả đêm, không ra ngoài và đeo khẩu trang để đề phòng. Các nhà chức trách cho biết họ không có thông tin cụ thể về những gì trên máy bay, không biết liệu có hóa chất nguy hiểm trên máy bay hay không. Lực lượng cứu hỏa cho biết cơ quan cứu hỏa đã khoanh vùng bán kính 400m, tính từ nơi xảy ra vụ tai nạn và khu vực phong tỏa sẽ được mở rộng vào dạng sáng hôm sau.